Lan Anh xin kính chào quý vị khán thính giả và chào mừng quý vị trở lại với chương trình Tất Đất Tất Vàng San Diego với sự cộng tác của anh Bình Trần từ công ty Click Mortgage. Anh là chuyên viên của công ty tài trợ địa ốc trực tiếp Direct Mortgage Lender. Anh là công ty cho vay tiền và ngày hôm nay anh sẽ trở lại với chúng ta để gợi đến quý vị những chi tiết rất là cần thiết khi chúng ta mua nhà hoặc là bán nhà. Chào anh Bình. Dạ, chào chị Văn Anh. Bình xin kính chào quý vị khán giả của đài VNTV. Thưa quý vị, lần trước thì là một cái introduction, một cái giới thiệu thôi, cho nên chúng ta không có cơ hội nhiều để nói chuyện với lại anh Bình. Thì thưa quý vị, Vân Anh xin được thưa lại với quý vị, anh Bình Trần có 3 chi nhánh phải không anh? Chi nhánh chính của anh là ở Orange County. San Diego, và Vân Anh được biết là anh cũng mới mở thêm 3 chi nhánh tại thành phố Houston phải không anh? Dạ đúng rồi. Thì thật sự cái văn phòng mà em làm thường xuyên mỗi ngày thì từ ở Orange County. Ở San Diego thì cũng có một văn phòng ở đây rồi. Tại vì cái người manager đây là người Mỹ. Nhưng mà bây giờ em cộng tác với Calvin rồi, cho nên khách em thật sự có hai sự lựa chọn. Có thể là một khi cần giấy tờ gì đó có thể đi một trong hai cái office San Diego. Cho nên đó là một điều rất tốt. Gần đây thì em mới mở một cái văn phòng ở bên Houston, Texas. Rồi tụi em mới mở một văn phòng nữa ở San Antonio của Texas. Ngoài ra thì tụi em năm tới này là bắt đầu có license qua bên Arizona, Colorado, Nevada, Utah. Rồi có thể là năm sau tụi em có thể tới Oregon and Washington nữa. Nói chung là những tiểu bang nào mà từ miền Tây của Texas qua đây là tụi em sẽ cố gắng, tụi em sẽ take care hết. Khi mà anh đến với Houston thì cái cộng đồng người Việt Nam của chúng ta ở bên đó như thế nào anh? Thì nói chung cái gì cũng vậy chị, khi mà mình đến tới một vùng đất lạ thì cái gì mình cũng phải cần rất là nhiều thời gian để mà mình hòa hợp với cuộc sống. Thì cộng đồng của ở bên Houston thật sự cái người Việt bên đó rất là đông. Hình như là nếu theo em đoán không lầm cũng là đứng thứ hai thứ ba nước Mỹ mình đó. Nhưng mà được cái là cái welcome của cái người ở xa rất rất là tốt. Là nói chung khi mình đi tới những miền đất xa mà những người đó, khi nhất là những chỗ mà càng ít người Việt Nam, thì cái sự hoan nghênh của họ đối với mình rất là nhiều. Cho nên đó là một những cái tình cảm mà mình dành cho cái người khách. Khi mà em quyết định em nói là ok, sau này em sẽ mở nhiều cái chỗ là tại vì khi mình càng làm xa rồi thì mình mới thấy được là những cái khó khăn của những người mua nhà, của những người Việt Nam mình là giống như là họ không biết nhiều lắm. Đa số khi mà nhất là cái tiếng Anh là một cái tiếng tiếng Anh là một sự trở ngại rất là lớn. Cho nên khi mà vào những nhà băng của Mỹ thì nhiều khi có những cái thật sự họ không có hiểu. Mà cái vấn đề như em nói, trừ cái show trước, có nghĩa là cái technology, có nghĩa là về vấn đề email người Việt Nam mình lại thiếu rất là nhiều. Cho nên khi mà em hiểu được điều đó thì có nghĩa là mỗi một chỗ em đi thì em sẽ cố gắng thôi. Có thể một ngày nào đó mình có một văn phòng nhỏ nhỏ nào đó để mà phục vụ cho cái cộng đồng người Việt mình. Rất là hay thưa quý vị. Thưa quý vị, khi mà chúng ta nói là có được một căn nhà mơ ước thì cái điều đầu tiên là chúng ta cần một người chuyên viên địa ốc dẫn mình đi coi nhà, chọn lựa một căn nhà nào mà chúng ta yêu thích, hợp với khả năng của mình, trả tiền mỗi tháng. Tuy nhiên đó chỉ là một chưa có là sự trọn vẹn để chúng ta có được căn nhà, mà chúng ta phải làm việc với một người chuyên viên cho vay tiền để giúp cho chúng ta trở thành chủ nhân của ngôi nhà đó. Cho nên sự kết hợp của cái người lender phải không anh, với cái người chuyên viên địa ốc rất là chặt chẽ và rất là cần thiết để chúng ta chọn lựa được đúng cái người lender nào mà có thể giúp. Tại vì mỗi người có một cái hoàn cảnh khác nhau phải không anh, thích hợp với lại cái hoàn cảnh riêng cho mình. Với quý vị khán thính giả nghe cái chương trình của mình ngày hôm nay lần đầu tiên thì anh Bình sẽ có một cái lời suggestion như thế nào? Tức là khi mình chọn cái người lender với một cái người chuyên viên địa ốc của mình đây. Thì cái này là theo cái kinh nghiệm của em, thì nói chung á là khi bây giờ mình ra mua nhà như chị Văn Anh nói đó, người real estate agent chắc mình đi coi nhà cũng rất là quan trọng, nhưng mà thật sự nói thật ra cái người quan trọng nhất là tụi em. Là tại vì thật sự nếu mà tụi em, trừ khi người khách có tiền mặt ra mua nhà thì không nói gì, nhưng mà mượn tiền tụi em là người quan trọng nhất. Nếu mà tụi em không làm được cái vấn đề cho vay mượn căn nhà thì không có ai làm được gì hết. Cho nên nói chung cái áp lực đối với tụi em rất là lớn. Được có một cái là thật sự mà nói, cái chương trình em nhờ có cái kinh nghiệm lâu dài với lại hợp tác được với rất là nhiều nhân viên mà chuyên về vấn đề cho vay, cho nên thật sự cái vấn đề mà
đóng loan của tụi em rất là cao, gần như là gần 100%. Có nghĩa là khi tụi em coi cái hồ sơ xong, tụi em nói được sẽ là được, tụi em nói không được nếu mà có vấn đề tụi em nói trước. Nhưng cái vấn đề mà mình muốn nói ở đây á, khi mà người khách muốn mua nhà, cái chuyện đầu tiên rất rất là quan trọng là nên tham khảo với những người giống như Bình. Thì thật sự không nhất thiết nói là ok phải làm việc với Bình ha, nhưng mà những tất cả những nhân viên nào mà chuyên môn về vấn đề cho vay thì nên nói chuyện với họ trước. Tại vì á, nói chung á, là bản thân mình là người cho vay, mình không có muốn lãng phí thời gian của người khách. Mình không muốn lãng phí thời gian của người agent, người bán nhà, thậm chí bản thân mình cũng không muốn lãng phí thời gian. Chẳng thà ngay từ ban đầu mình có thể mình spend từ 15 phút tới 30 phút mình coi qua cái hồ sơ, mình coi qua cái credit, mình coi qua cái income để mình biết được hay không. Để khi mà quý vị chỉ cần, nếu mà bên này nói pre-approve cái căn nhà mình rồi, cứ ra kiếm nhà đi, bên này sẽ làm cái loan. Còn hơn không là mình ra kiếm nhà xong mình quay ngược lại. Đúng, mình không biết rồi. Là mình có mượn tiền được hay không thì lãng phí rất là nhiều thời gian của mọi người. Thậm chí nói thẳng câu nó làm cho người ta rất là stress. Đúng rồi. Tại tự nhiên thấy mình kiếm được căn nhà mình rất thích mà mình lấy không có được. Dạ, đúng rồi anh. Nhưng mà nếu mình có sự chuẩn bị kỹ càng trước thì nó sẽ giúp đỡ rất là nhiều thứ. Chắc dạ vâng. Thưa quý vị, một lần nữa, quý vị có tất cả những câu hỏi gì liên quan đến mua cho mình một căn nhà, quý vị cứ mạnh dạn gọi cho anh Bình qua số điện thoại là 619-200-5104. Anh Bình sẽ cùng ngồi xuống với quý vị và cho quý vị biết tất cả những chi tiết để không có phải lãng phí thời gian. Và giống như anh Bình nói, cái thời gian mà mình đi mua nhà, mình rất là nao nức phải không anh? Và dạ, đó mà là một quyết định rất là lớn trong cuộc đời của chúng đúng ta rồi, dạ. Cho nên nhiều khi mà chúng ta quyết định vội vàng hoặc là có một cái gì đó trắc trở thì thật sự nó sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta rất là stressful, rất là áp lực, mặc dù mình đã có áp lực rồi phải không anh? Dạ, đúng, rất là nhiều áp lực vào cuộc sống rồi. Cho nên thật sự như em nói đó, khi mình mua căn nhà đó là một cái investment lớn nhất trong cuộc đời của mình. Dạ. Cho nên những cái này mình cần có sự chuẩn bị. Yeah. Nhiều mình không có sự chuẩn bị thì khi mà mình thật sự mình kiếm được cái nhà mình thích, mình cũng nhiều khi mình gặp được những vấn đề nó tạo thêm cái áp lực. Một cái vấn đề rất là tốt quý vị, pre-approve bên Bình làm free. Có nghĩa là không có tốn tiền gọi tham khảo, cho nhiều người sợ gọi là ok tôi gọi phải tốn bao nhiêu tiền, thật sự tham khảo free. Yeah. Cho nên cứ gọi không có gì hết. Yeah. Và anh, công ty của anh có cái chương trình gì đặc biệt cho khán giả của San Diego của chúng ta cũng như ở khắp nơi? Nói chung là em có thể nói là cái chương trình gì mà ở ngoài kia có thì là tụi em có. Thì nói chung nói đơn giản là em không những em làm ở đây, em hợp tác với những cái investor về những cái chương trình loan khác nhau. Thì những cái chương trình điển hình giống như là em có thể nói là thí dụ như chương trình mà cho những người mua nhà lần đầu tiên không cần bỏ tiền đào, 1% đào cũng có. Chương trình cho những người chủ tiệm nail hoặc là nhà hàng, cái chương trình gọi là state income, không cần chứng minh income cũng có. Chương trình, thậm chí có những chương trình cho những người Việt Nam mình ở nước ngoài muốn mua nhà đầu tư ở Mỹ, tụi em cũng có. Thì nói chung á, là em cố gắng tối đa, có nghĩa là sao đây, có nghĩa là những cái chương trình gì ở ngoài kia có thì tụi em cố gắng, tụi em đem về. Không nhất thiết là những cái chương trình đó tụi em làm thường mỗi ngày. Nói thật là tại vì thật sự khi mà mình làm cái vấn đề cho vay này thì 80-90% là mình cũng làm cho những người khách bình thường. Yeah. Nhưng có những cái trường hợp rất là đặc biệt thì khi mà có nhu cầu thì tụi em sẽ cố gắng, tụi em kiếm được những chương trình về đó cho người khách thôi. Dạ vâng. Thưa quý vị, một lần nữa số điện thoại của anh Bình Trần 619-200-5104. Anh là chuyên viên làm việc trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cho vay tiền khi chúng ta mua nhà. Công ty tên là Click Mortgage. Là anh Bình là lúc nào cũng click với lại customer của mình. Click ở đây có nghĩa là tụi em nói chung là cái con ông chủ ông muốn là giống như là khi mà giống như digital, có nghĩa là tương lai sau này á, những tất cả giấy tờ hay cái gì á, mình chỉ cần bấm cái nút thôi là nó gửi hết tất cả. Thật sự nếu như mà những người khách của mình mà thí dụ như mà họ rất là rành về computer thì cái mà software của hãng của mình xài rất rất là tiện lợi. Thậm chí bây giờ họ không cần phát giấy tờ, họ chỉ cần vô họ bấm nút, mình chỉ gửi một cái link, rồi họ chỉ cần bấm nút, họ có thể để information tự động bank, rồi tất cả thuế đồ nội tự động gửi hết. Cho nên nó rất là tiện lợi chị. Chỉ quan trọng là cái người khách của mình phải biết cách xài thì dạ, em vâng. có thể hướng dẫn được vấn đề đó. Dạ. Anh Bình ơi, bên anh có một số câu hỏi mà dạ. cũng từ quý vị khán thính giả. Tại vì khi mà chúng ta đi mua nhà, đặc biệt là với người mua nhà lần đầu tiên hoặc quý vị khán thính giả mới định cư tại Hoa Kỳ thì
cái tiếng Anh còn là sự khó khăn. Thường thường mình đi mua nhà rồi những cái hồ sơ để mà mượn tiền mua nhà đó, anh, cái hồ sơ nó rất là dày. Ở trong đó là mình phải sẽ đọc rất là nhiều. Yeah. Và có những người họ nói là vì họ miss những cái đó cho nên sau này nó có những cái gọi là cái hidden fee, tức là những cái lệ phí mà mình không có nhìn thấy. Thì anh Bình, công ty của anh có giúp quý vị khán thính giả cũng như là khách hàng của anh go through, tức là xem những cái giấy tờ đó giải thích một cách rất là cặn kẽ không anh? Tại vì cái một cái điều như chị Văn Anh nói đó, thật sự đúng, khi mà mình cầm một cái hồ sơ mà khi mà mình về mà nhà cửa rất là dày, thật sự có thời gian đâu mà đọc. Thật sự đối với người mình ra mua nhà có nhiều vài thứ rất là quan trọng. Mình chỉ muốn biết một điều đơn giản là tôi mua căn nhà bao nhiêu tiền, tôi ra bao nhiêu phần trăm, tôi mượn bao nhiêu tiền, tiền lời của tôi mấy trăm, tôi trả bao lâu, một tháng bao nhiêu tiền, cái tiền closing cost của tôi là bao nhiêu, đúng không? Thì thật sự á, tùy mỗi, thật sự cái đó là những cái information đó đều đã nằm hết trên giấy tờ. Chỉ có điều là mình biết nằm ở chỗ nào để mà mình coi mà thôi. Đúng rồi. Đúng không? Đúng thì rồi. Nếu như mà mình ngồi mà mình lột ra một đống trang như vậy, cả trăm mấy chục trang đi nữa, đúng thì rồi. Thật sự mình sẽ kiếm rất là lâu. Thì như tụi em ở đây á, thường á, người khách gọi ha, bất cứ câu hỏi nào tụi em đều có thể giải thích được hết. Tại tụi em biết nằm ở đâu. Nó nằm ở đâu rồi. Tụi em biết nằm chính xác nằm ở đâu, tụi em sẽ giải thích là ok cái tiền này đi đâu hết. Thật sự luật lệ bên Mỹ rất rõ ràng. Chỉ chẳng qua là nhiều khi cái người mình làm việc với không có rõ ràng thôi. Chứ ở đây tụi em muốn làm cái nghề này tụi em phải có cái bằng. Cho nên khi phải có bằng có nghĩa là tụi em phải làm rất là rõ ràng, có nghĩa là nó nằm hết tất cả đó. Cho nên khi mà người khách mình có câu hỏi, tụi em chắc chắn tụi em sẽ biết cái câu trả lời cho họ nằm ở đâu hết. Vâng, thưa quý vị, đó là lý do tại sao chúng ta cần có một người chuyên môn trong bất cứ một lĩnh vực nào, phải không anh? Dạ đúng rồi. Tất cứ một lĩnh vực nào chúng ta phải cần một người chuyên môn để cái công việc của chúng ta nó sẽ được suôn sẻ và chúng ta không có phải nhức đầu trong suốt thời gian mà chúng ta đi tìm căn nhà. Một lần nữa anh Bình Trần, 619-200-5104. Anh muốn bổ túc gì trước khi chúng ta chia tay quý vị thính giả trong chương trình Tất Đất Tất Vàng ngày hôm nay? Dạ không, thì Bình chỉ hy vọng là những cái information Bình đem đến đây cho quý vị khán giả sẽ là một điều bổ ích cho những người có thể là đã có nhà rồi, muốn mua thêm nhà hoặc là muốn mua căn nhà đầu tiên trong tương lai. Nếu cảm thấy những cái vấn đề này, những information này bổ ích, có lợi cho mình thì đó là một điều hạnh phúc đối với Bình. Dạ vâng. Và quý vị có tất cả những cái câu hỏi gì cũng như là quý vị muốn anh Bình Trần nói về cái đề tài gì, quý vị cũng có thể gửi những câu hỏi của quý vị đến VNTV hoặc là quý vị gọi cho anh Bình Trần 619-200-5104. Vân Anh và anh Bình Trần, cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn và xin thân ái chào tạm biệt. Bình xin kính chào quý vị.